Trong xu thế hội nhập khu vực và trên thế giới, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam dù có quy mô nhỏ nhưng vẫn luôn có tiềm năng phát triển, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Song song đó, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, cung cấp phụ tùng ô tô cũng phát triển không ngừng để đáp ứng nhu cầu ô tô trong nước. Ngành vận tải và logistics Việt Nam cũng có nhiều tiềm năng phát triển và mở rộng, liên tục sôi động với các hợp đồng triệu đô và tham gia sâu hơn vào những dịch vụ chuyển phát bưu chính, điện tử trong nước và quốc tế. Nằm trong bức tranh chung đó, công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt với hướng đi đúng đắn đã không ngừng mở rộng quy mô phát triển. 20 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định một An Việt uy tín, tin cậy và vững bước thành công. An Việt, 20 năm vững bước thành công. Cứ đến những ngày mùa thu tháng 8, ông Thanh vẫn thường có những phút giây trầm ngâm ngồi bên bàn làm việc. Lần dở cuốn album 20 năm công tác trong ngành vận tải, đại lý xe ô tô, nhà phân phối dầu nhớt. Cái tên An Việt thân thương và những ngày đầu gian khó thành lập công ty lại hiện về sống động trong ông như mới vừa hôm qua. Công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt, tiền thân là công ty cổ phần vận tải và dịch vụ T&S, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 10 tháng 3 năm 2000. Chỉ với 1,6 tỷ đồng vốn điều lệ đầu tiên cùng 42 nhân sự, 5 năm đầu là quãng thời gian công ty phải đối diện với hàng loạt những khó khăn, thử thách do sự nghèo nàn về cơ sở vật chất, thiếu vốn sau cổ phần hóa, tài sản thế chấp để vay ngân hàng không có, trụ sở xa trung tâm, mối quan hệ bạn hàng còn hạn chế và nhân sự tay nghề cao quá ít. Nhiều giai đoạn công ty lao đao, tưởng chừng khó vượt qua. Giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Đầu tư An Việt từ năm 2014, thành công nhất cho đến hôm nay với ông Vũ Ngọc Thanh và các thời kỳ lãnh đạo, không chỉ là sự thay đổi đáng kể về tầm vóc cũng như vị thế của An Việt trên thị trường, mà quan trọng hơn là sự gắn bó dài lâu của các thế hệ cán bộ công nhân viên với công ty. Điều đó cho thấy một An Việt tin cậy trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Tôi đã ở làm ở An Việt đến nay là tròn 20 năm. Công ty luôn tạo những điều kiện tốt nhất để bản thân tôi cũng như các cán bộ nhân viên phát huy tối đa cái khả năng của mình và đã được ghi nhận rất là xứng đáng. Cái môi trường làm việc tại An Việt thì rất là năng động, linh hoạt. Anh em cán bộ nhân viên thì rất là hòa đồng và vui vẻ. Mà tôi đến An Việt thì như để về trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt kinh doanh 4 lĩnh vực chính: đại lý xe ô tô Suzuki và Isuzu, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng ô tô, bán phụ tùng ô tô, nhà phân phối dầu Shell, vận tải hàng hóa, logistics. Trải qua hành trình 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, An Việt đã từng bước khẳng định mình trên thị trường với những dấu mốc đáng nhớ. Ngày 21 tháng 8 năm 2000, công ty cổ phần vận tải và dịch vụ T&S được thành lập. Năm 2002, làm đại lý bán xe ô tô và dịch vụ bảo hành, sửa chữa, kinh doanh phụ tùng ô tô cho hãng Isuzu. Ký hợp đồng cung cấp phương tiện vận chuyển với các đối tác tổng công ty. Ký hợp đồng vận chuyển với đối tác HSC, VNSP, VNSP, công ty thép tiền chế Jamin về dịch vụ vận tải. Năm 2004, làm đại lý bán xe ô tô và dịch vụ bảo hành, sửa chữa ô tô Samco cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn. Năm 2005, doanh thu cán mốc 140 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước đó. Năm 2008, doanh thu tăng ngoạn mục lên 240 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2005. Ngày 6 tháng 5 năm 2014, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S chính thức được đổi tên thành Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Đầu tư An Việt với thương hiệu An Việt. Doanh thu tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng lên 347 tỷ đồng. Năm 2015, doanh thu đạt 645 tỷ, tăng 87% so với năm liền kề. Năm 2015, mở văn phòng đại diện tại Bắc Giang. Năm 2016,
doanh thu cán mốc 772 tỷ, tăng 20% so với năm 2015. Và những năm tiếp theo, công ty có những bước tăng trưởng ổn định. Năm 2017, mở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, công ty đầu tư khu kho và nhà xưởng tại khu công nghiệp Quất Động với diện tích gần 6.000 m2. Năm 2018, mở chi nhánh tại Lào Cai. Năm 2019, thương hiệu An Việt có mặt trên khắp giải đất Việt Nam xinh đẹp. Yếu tố thành công của công ty như đến ngày hôm nay là sự đoàn kết, gắn bó của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, cũng như định hướng phát triển của hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Công ty liên tục đổi mới những công nghệ hiện đại để áp dụng vào cái sự phát triển của công ty. Một trong những lĩnh vực đầu tiên khi An Việt xâm nhập thị trường đó là kinh doanh thương mại ô tô. An Việt là đại lý chính thức bán, bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa, bán phụ tùng ô tô của các hãng xe Nhật hàng đầu như Isuzu, Suzuki tại Việt Nam, trung tâm dịch vụ ủy quyền của Samco tại Hà Nội. Đi kèm với việc cập nhật những dòng xe mới, ưu việt nhất của các hãng từ xe con, xe tải, xe khách, công ty còn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Xe của công ty được bán với giá ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, chính sách bảo hành, bảo dưỡng với đầy đủ phụ tùng thay thế và dịch vụ sửa chữa hoàn hảo bằng thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Song hành với kinh doanh thương mại ô tô, sửa chữa bảo dưỡng xe là một trong những lĩnh vực được An Việt đặc biệt quan tâm và không ngừng phát triển. Sau 20 năm trưởng thành, đến nay, An Việt đã có 3 trung tâm bảo hành sửa chữa xe ô tô đạt tiêu chuẩn của hãng Suzuki, Isuzu và Samco. Một xưởng đóng thùng xe chuyên dùng quy mô lớn tại các điểm km 12+300, quốc lộ 1A, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, km 8 cao tốc Thăng Long, Nội Bài và đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai, khu công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên, thợ sửa chữa lành nghề, giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản bởi chính các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản từ các hãng ô tô Isuzu và Suzuki. Trung bình mỗi năm, trung tâm tiếp nhận hàng ngàn lượt xe các loại vào bảo dưỡng, sửa chữa. Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. An Việt, uy tín, tin cậy, lựa chọn hàng đầu của mỗi lái xe. Với nhận thức, sản phẩm tốt nhất là sản phẩm không ngừng cải tiến, trung tâm bảo hành sửa chữa và kinh doanh phụ tùng ô tô An Việt luôn không ngừng cải tiến chất lượng và ứng dụng công nghệ mới, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Trong 15 năm là đối tác của nhau, thì chúng tôi nhận thấy là đây là một cái sự may mắn. Nó thể hiện là từ khi nào đối tác thì chúng tôi đều là phát triển, doanh thu ngày càng cao và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp ngày càng lớn. Và chúng tôi hy vọng là cái tình cảm giữa hai doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, thủy chung hơn nữa để hai doanh nghiệp tiếp tục vươn lên trên thị trường. Chúc cho An Việt ngày càng phát triển. Luôn nhận được sự tín nhiệm từ khách hàng là động lực mạnh mẽ để An Việt ngày càng phát triển hoàn thiện hơn nữa. Và một trong những lĩnh vực được công ty lựa chọn cho hoạt động kinh doanh của mình là phân phối dầu Shell, nhãn hiệu dầu nổi tiếng trên toàn thế giới. Với các dịch vụ mũi nhọn, bán, bảo dưỡng sửa chữa ô tô, vận tải đa phương thức, An Việt thấu hiểu nguồn nhiên liệu ưu việt dùng cho phương tiện và thiết bị máy móc được thị trường ưa chuộng. Bởi thế, từ năm 1998, An Việt đã lựa chọn và được làm nhà phân phối cho hãng dầu Shell khu vực phía Bắc, hàng năm đóng góp không nhỏ vào thành công chung của công ty. Với sự phát triển không ngừng của ngành vận tải, trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả to lớn từ dịch vụ vận tải, logistics, An Việt đã chú trọng vào việc xây dựng và phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam và từng bước hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tới các vùng miền trong cả nước. Với hệ thống đại lý trải rộng, An Việt đáp ứng nhu cầu vận chuyển tận nơi thông qua việc phối hợp nhiều hình thức vận tải khác nhau của khách hàng. Ngoài ra, kết hợp với khả năng đáp ứng vận chuyển nội bộ uy tín, An Việt đã thực hiện nhiều lô hàng, dự án lớn với đòi hỏi cao của nhiều công ty đa quốc gia. Hiện nay, công ty đã đầu tư, gây dựng và phát triển được một đoàn xe tải với hàng trăm đầu xe, trọng tải từ 1,25 tấn đến 24 tấn.
thị trường vận tải logistics được mở rộng trên toàn quốc, đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển hàng của khách hàng. VNPost và công ty An Việt đến nay hợp tác đã được 18 năm. Qua hành trình hợp tác vừa qua thì VNPost chúng tôi đánh giá công ty An Việt là một công ty lớn, đa ngành nghề và đặc biệt là phát triển về dịch vụ vận tải. Công ty chúng tôi ký hợp đồng hợp tác với công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt về lĩnh vực vận chuyển từ năm 2002. Trải qua thời gian dài hợp tác, chúng tôi dành sự đánh giá rất cao cho An Việt. Đây là đơn vị vận tải vô cùng uy tín và chất lượng. Uy tín cả về các đầu xe đơn vị đang có để cung cấp cho chúng tôi dịch vụ vận chuyển. Uy tín về thời gian trung chuyển, giao nhận. Chất lượng chúng tôi đề cao. Xe luôn được cải tiến nên quá trình vận chuyển rất tốt, không xảy ra hỏng hóc trong quá trình trung chuyển. Đội ngũ lái xe cũng rất nhiệt tình và tận tâm. Chúng tôi hy vọng An Việt sẽ ngày càng phát triển hơn, mở rộng hơn và là đối tác chiến lược lâu dài với chúng tôi sau nhiều năm nữa. Sau 20 năm nỗ lực không ngừng, An Việt đã thể hiện sự lớn mạnh và vị thế với những con số ấn tượng. Mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm luôn trên mức 20% mỗi năm. Doanh thu nhiều năm liền luôn đạt hơn 600 tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 người lao động. Sản lượng xe ô tô bán ra trên 1.000 xe mỗi năm. Phân phối hàng triệu lít dầu xe mỗi năm. Doanh thu vận tải hàng năm tăng trưởng 20-30%. Từ con số doanh thu khiêm tốn 6 tỷ năm 2002 thì đến nay doanh thu vận tải đã đạt 70 tỷ đồng mỗi năm. Với những thành tựu của sự cố gắng không ngừng nghỉ, An Việt đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng cao quý. Từ năm 2001 đến năm 2019, công ty liên tục đạt đơn vị kinh doanh phụ tùng xuất sắc nhất toàn quốc. Cả 3 hãng xe Isuzu, Suzuki và Samco, doanh số bán hàng các năm luôn đứng trong top đầu miền Bắc và toàn quốc, là đại lý có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất miền Bắc. Về thuế, công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, nhiều năm liền nhận được bằng khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Đầu tư An Việt liên tục các năm được đảng bộ các cấp tặng bằng khen. Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ năm 2000, Công đoàn ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công đoàn Tổng Công ty luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, được đánh giá cao, được tặng cờ, bằng khen trong nhiều năm liên tục. Công ty đảm bảo đầy đủ và đúng các chính sách cho người lao động. Chế độ phúc lợi cũng như thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo ổn định, thực hiện tốt các phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, duy trì tốt phong trào vô lăng vàng, đảm bảo an toàn giao thông, hàng hóa của bạn hàng. Tôi đã làm việc tại đây được 16 năm. Hàng năm thì công ty luôn luôn cải tiến cái nâng cao năng suất lao động và nâng cao cái thu nhập cho cán bộ công nhân viên, đồng thời đóng góp đầy đủ các cái chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các cái chế độ lễ, ngày Tết, lương thưởng và nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên của công ty. Bên cạnh đó, các chương trình thiện nguyện cũng thường xuyên được tổ chức, những món quà nhỏ nhưng chứa đựng trong đó là những tình cảm chia sẻ của ban lãnh đạo và toàn bộ cán bộ nhân viên hệ thống An Việt. Hành trình của An Việt vẫn sẽ tiếp tục dành sự tri ân lớn lao vì cuộc sống tốt hơn, vui hơn của những đồng bào thân thương. Để xây dựng thành công thương hiệu An Việt, tạo được sự tin yêu với đông đảo khách hàng trên toàn quốc, chúng tôi luôn lấy sự trung thực, tận tâm, trách nhiệm, chia sẻ là kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động. Cho những năm tiếp theo, chúng tôi xác định phát triển công ty, chuyển phát, thu gom hàng bưu chính, mở rộng phương tiện vận tải, phát triển xưởng bảo hành sửa chữa bán phụ tùng tại khu vực Quang Minh với diện tích khoảng 10.000 m2. Để tạo đà cho những bước tiếp theo, chúng tôi luôn luôn tìm hiểu, áp dụng khoa học kỹ thuật đưa vào quản lý, đồng hành cùng với các đơn vị, các đối tác để ngày càng phát triển. Chung sức, chung lòng, mỗi cán bộ công nhân viên An Việt đều là một mắt xích
kết thành đôi cánh vững chãi, giúp An Việt bay cao, bay xa hơn nữa. 20 tuổi càng đầy sức sống, An Việt tự tin hướng về phía trước bằng tình yêu, niềm tin, trí tuệ và năng lượng tích cực của một tập thể kết đoàn và giàu tình thân ái. An Việt, 20 năm vững bước thành công.